Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch corona yêu cầu cách ly y tế tất cả người Việt Nam từ Hàn Quốc về nước, sáng 26 tháng 2. Yêu cầu trên được đưa ra sau khi ban chỉ đạo đánh giá tình hình COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là Hàn Quốc. Các bộ ngoại giao, giáo dục đào tạo, lao động thương binh xã hội lập danh sách lưu học sinh, người lao động và những người Việt đang học tập, sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc để cung cấp cho cơ quan xuất nhập cảnh, hàng không. Chính quyền địa phương phải trực tiếp gặp gỡ, phổ biến cho tất cả các gia đình có người thân đang sinh sống, học tập, lao động tại Hàn Quốc, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của chính quyền sở tại ở Hàn Quốc về phòng chống dịch, không nên di chuyển, kể cả về Việt Nam. Công dân Việt Nam từ nước có dịch trở về được cách ly trong doanh trại quân đội. Ảnh Giang Huy. Cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu đường bộ, hàng không, nhất là việc xuất nhập cảnh của công dân các nước đến từ hoặc đi qua vùng dịch. Người đến từ Hàn Quốc phải khai báo y tế bắt buộc, trong đó cần thực hiện khai báo điện tử. Đối với các trường hợp từ Hàn Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam trong 14 ngày qua, cả người nước ngoài và công dân Việt Nam, ban chỉ đạo đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo cảnh sát khu vực, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, tổ chức theo dõi sức khỏe, giám sát y tế. Đến trưa 26 tháng 2, thế giới có gần 81.000 người nhiễm virus corona, 2.763 người tử vong. Hàn Quốc đang có số người mắc tăng nhanh nhất ngoài Trung Quốc, tập trung ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc. Tại Việt Nam, 16 người nhiễm bệnh đã được chữa khỏi, 31 người nghi nhiễm đang được cách ly, 5.675 người sức khỏe bình thường, nhưng vẫn được cách ly vì có tiếp xúc với người nghi nhiễm virus corona. Đã 14 ngày, Việt Nam chưa ghi nhận thêm người nhiễm mới. Let's Block S. Oi.